Nhà Đinh là triều đại quân chủ phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu từ năm 968 sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, và kết thúc năm 980 khi con của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn. Trong số từ điển lịch sử này, hãy cùng lướt nhanh qua lịch sử của triều đình Việt Nam. Đinh Bộ Lĩnh khôi phục cuộc thống nhất. Những khu vực cát cứ trong cuộc loạn thập nhị sứ quân không có điều kiện trở thành những khu vực kinh tế độc lập, cho nên chóng hay chày thì cát cứ cũng phải thất bại. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài và trí trội hơn hết trong đám thổ hào cát cứ, đã lần lượt đánh bại các sứ quân khác mà kết thúc cuộc hỗn chiến. Đinh Bộ Lĩnh cùng mấy người bộ hạ thân tín là Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Đinh Điền, Lê Hoàn chiếm cứ miền Hòa Lư, Dương Ngập và Dương Văn thấy trong đám quần hùng thì Đinh Bộ Lĩnh là tài lợi hại nhất. Nên năm 951, hai anh em đem đại binh đi đánh Hoa Lư, Bộ Lĩnh thấy mình chưa đủ sức kháng cự, phải nộp con trưởng là Liễn làm con tin để xin bãi binh. Nhưng Sương Ngập và Sương Văn vẫn đánh, suốt một tháng đánh không thắng, anh em họ Ngô cho dựng một cây tre cao, đem Liễn treo lên đó, rồi cho người nói với Bộ Lĩnh rằng nếu không hàng thì sẽ giết Liễn. Bộ Lĩnh nổi giận nói rằng, kẻ đại trượng phu cốt lập công danh, chứ không bị dịn tỉnh riêng như đàn bà còn trẻ, rồi xe hơn 10 người tay nỏ, giận ra cứ nhắm vào mình Liễn mà bắn. Anh em họ Ngô thấy Bộ Lĩnh cương quyết và nhẫn tâm như thế, cho rằng giết Liễn cũng vô ích, bèn thả cho về rồi rút quân không đánh nữa. Sau khi nhà Ngô mất thì Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh bại hết tất cả các thổ hào cát cứ, đặc biệt là bắt Ngô Nhật Khánh và Phạm Tổng Át đầu hàng. Đỗ Cảnh Thạc xuất lĩnh một số thần hạ và bộ thuộc cũ của nhà Ngô về hoạt động ở Đỗ Động, rốt cuộc cũng bị Bộ Lĩnh đánh tan. Bộ Lĩnh đem quân vào tận Ái Châu để đánh Ngô Xương Xí. Đánh đầu được đấy, Bộ Lĩnh tự xưng là Vạn Thắng Vương, rồi năm 968 lên ngôi vua lấy hiệu là Đại Thắng Đinh Hoàng Đế, tức là Đinh Tiên Hoàng. Nhà Đinh xây dựng nhà nước thống nhất. Về công cuộc kiến thiết của Đinh Bộ Lĩnh, sử cũ ghi chép rất sơ sài, ở đây cũng chỉ có thể căn cứ vào chính sử mà nêu lên mấy nét đại cương thôi. Bộ Lĩnh lấy luôn căn cứ địa Hoa Lư làm kinh đô, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, nước Việt lớn, xây dựng một nước tự chủ hoàn toàn. Bộ Lĩnh chầm trước theo các chế độ của nhà Ngô và của các triều đại Trung Quốc mà đặt quan chế và triều nghi, định phẩm trật tước vị và phục sát các quan văn võ. Các công thần được phong tước và cấp thái ấp. Nguyễn Bạc người Hoa Lư được phong làm định quốc công và Lưu Cơ cũng là người Hoa Lư lãnh chức đồ hộ phủ sĩ sư, chia nhau cầm giữ triều chính. Lê Hoàn người Ái Châu thì giữ chức thập đạo tướng quân, chỉ huy quân đội. Các hoàng tử đều được phong tước vương và cấp thái ấp. Liễn là con trường được phong Nam Việt vương. Bộ Lĩnh dụng tầm tổ chức một quân đội mạnh lớn, định chia cả nước làm 10 đạo, mỗi đạo 10 quân, mỗi quân 10 lữ, mỗi lữ 10 tốt, mỗi tốt 10 ngũ, mỗi ngũ 5 người. Nhưng dự kế tổ chức to lớn ấy, có lẽ Bộ Lĩnh chưa đủ điều kiện để thực hiện. Nước mới dựng, kỷ cương chưa vững, trật tự xã hội chưa ổn định, Bộ Lĩnh lấy hình phạt ghê gớm để uy hiếp nhân dân, xây đặt vạc dầu ở dưới điện đình và nuôi cọp trong chuồng. Kẻ phạm tội nặng thì bắt bỏ nấu trong vạc dầu hay là bỏ cho cọp ăn. Về hành chính địa phương thì chính sử không biết gì cả. Ông Hoàng Xuân Hãn căn cứ vào bìa chủ Hương Nghiêm ở Thanh Hóa cho biết rằng Lê Lương thuộc một cựu tộc ở quận Cửu Trân Châu Ái lúc vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi. Nghe tiếng ông có đạo đức, vua phong cho ông chức Ái Châu Cửu Trân Đô Quốc Dịch Sứ, tức là chức quan đứng đầu giúp nước ở Ái Châu, quận Cửu Trân. Vua lại ban cho ông hàm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu và phong ấp ở trong giới hạn sau này, đông đến Phán Dịch, nam đến Vũ Long, tây đến đỉnh núi La Ma, bắc đến Kim Cốc và đời đời con cháu làm quan coi đất ấy. Theo tài liệu ấy thì chúng ta thấy rằng có lẽ Đinh Tiên Hoàng vẫn giữ các châu huyện như ở thời Đường, sử cũ chép Lê Hoàn người Ái Châu và có lẽ ở mỗi châu hoặc chọn một người hào trưởng có thế lực ở địa phương hoặc cử một người quý tộc phong cho chức tước và cấp phong ấp, giao cho trách nhiệm về hành chính và quân sự ở địa phương ấy. Bên cạnh tổ chức chính quyền tập trung, nhà vua vẫn phải dung dưỡng phần nào lực lượng phong kiến phân tán. Nhưng trong công cuộc xây dựng nhà nước thống nhất, bộ máy quan liêu chỉ có tính chất quân sự với lợi khí pháp luật hà khắc không đủ. Bấy giờ, nho học lại chưa thịnh hành như ở Trung Quốc. Cho nên, Đinh Bộ Lĩnh chưa có thể đặt một tổ chức quan liêu với chế độ khoa cử để dựa vào tầng lớp sĩ phu nho học mà thống trị như nhà Đường và nhà Tống ở Trung Quốc. Đinh Bộ Lĩnh chỉ có thể dựa vào tập đoàn phong kiến tôn giáo là thành phần xã hội có uy tín nhất trong xã hội bấy giờ để duy trì trật tự và kỷ cương. Nhưng trong hai tôn giáo, Phật và Đạo, đều thịnh hành trong dân gian, thì Phật giáo có tổ chức và quy củ vững vàng hơn, có kinh điển và lễ nghi nghiêm trang hơn, chứ đạo giáo thì chỉ là một mớ phương thuật và mê tín. Về tổ chức cũng như về tinh thần, Phật giáo là yếu tố thống nhất đắc lực nhất ở thời bấy giờ,
Bởi thế, Đinh Bộ Lĩnh lấy Phật giáo làm quốc giáo, định phẩm cấp tăng nhân, để giao cho họ lãnh Phật giáo trong toàn quốc. Ngô Châu Lưu giữ chức tăng thống, lại được tôn hiệu là Khuông Việc Đại Sư, đứng đầu hàng tăng giám. Trương Ma Ni giữ chức tăng lục ở bậc thứ hai. Ở thời nhà Đinh và thời nhà Lê sau này, Khuông Việc Đại Sư tham dự triều chính, gần như một vị tể tướng. Các chùa, tự viện của nhà nước do các quan trụ trì đều được cấp ruộng làm tự điền. Các tự viện có những đại điển trang không kém gì đại điển trang của bọn vương công đại thần. Nhà Tống mới thống nhất Trung Quốc năm 960, Triệu Khuông Dẫn, tức Thái Tổ nhà Tống, sai tướng là Phạm Mỹ đem quân đi đánh nước Nam Hán vẫn cắt cứ. Đinh Bộ Lĩnh sợ quân Tống đánh thẳng vào nước ta và sợ mình chưa đủ sức lực để cự địch, phải sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống và tiền cống vàng lụa cùng thổ sản. Năm 972, lại sai Đinh Liễn sang sứ. Vua Tống phong cho Đinh Bộ Lĩnh làm giao chỉ quận vương và phong cho Liễn làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ. Bộ Lĩnh vốn muốn chuyển ngôi cho Liễn là con trường, nhưng sau sinh được Hạng Lang, Bộ Lĩnh rất yêu liền bỏ Liễn mà lập Hạng Lang làm thái tử. Liễn đã từng chịu gian khổ với cha, đã giúp cha trong nhiều chiến trận, nay bị cha bỏ, lấy làm bất bình, bèn âm mưu sai người giết Hạng Lang năm 979. Mối họa loạn đã bắt đầu nảy nở trong cung đình nhà Đinh từ đó. Năm sau, một người cận thần là Đỗ Thích mưu giết Bộ Lĩnh cùng với Liễn để toàn công ngôi. Đỗ Thích bị bắt, Nguyễn Bạc Xài đem chém. Đình thần lập vệ vương là Đinh Duệ mới 6 tuổi lên ngôi. Lê Hoàn nhân có binh quyền trong tay lên nhiếp chính, tự xưng là phó vương. Bọn văn thân là Nguyễn Bạc và Đinh Điền sợ Lê Hoàn lộng quyền, mưu cử binh ở ngoài kéo về kinh đô để đánh úp Lê Hoàn. Nhưng Lê Hoàn đánh đuổi nghĩa đảng vào đến Ái Châu năm 979. Nhà Đinh là triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ tự chủ với một chế độ đứng đầu bởi một hoàng đế của nước Việt Nam. Vương triều nhà Đinh đã mở nền chính thống cho thời đại phong kiến độc lập, cho nên trong các bộ chính sử kể từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thế kỷ 15, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên thế kỷ 18 đến Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cơ Mục thế kỷ 19 thì triều đại này đều được các tác giả lấy làm mốc mở đầu phần bản kỷ hoặc chính biên. Tiếp đến, việc xưng đế hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Đế của Đinh Tiên Hoàng mang ý thức lớn về sự tự tôn của nước Việt, có hàm ý so sánh với các hoàng đế Trung Hoa. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ ấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!